Tối ngày 29 tháng 9, chung kết Miss Universe Việt Nam 2023 được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 18 thí sinh. Top 3 gồm Bùi Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hương Ly và Trịnh Thị Hồng Đăng. Các thí sinh trả lời chung một câu hỏi ứng xử: thế nào là vẻ đẹp tự tin? Bùi Quỳnh Hoa bày tỏ, sự tự tin là vẻ đẹp của phụ nữ khi cô ấy tin vào bản thân, lãnh đạo chính cuộc đời mình, tôn vinh thành công của người khác, thắng không kiêu, bại không nản, biết đứng lên từ vấp ngã, tôi luyện bản thân để trở nên tốt đẹp hơn. Tôi tin tất cả chúng ta đều xứng đáng với những điều tuyệt vời. Chung cuộc, Bùi Quỳnh Hoa trở thành Hoa hậu Miss Universe Việt Nam 2023. Cô sẽ đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe 2023, tổ chức ở El Salvador từ ngày 3 đến ngày 18 tháng 11. Á hậu 1 là Nguyễn Thị Hương Ly, 28 tuổi, Gia Lai. Á hậu 2 là Trịnh Thị Hồng Đăng, 29 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Quỳnh Hoa, sinh năm 1998, quê Hà Nội. Quỳnh Hoa là người mẫu và còn kinh doanh bất động sản, sản xuất cà phê, kinh doanh hoa tươi nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cô theo học thêm ngành đạo diễn tại Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đăng quang Miss Universe Việt Nam 2023, Quỳnh Hoa từng đăng quang siêu mẫu quốc tế 2022 tại Thái Lan, đăng quang Hoa hậu áo dài Việt Nam Thế giới 2017, đoạt giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.